Nè bằng gà nha các bạn, trời mưa quá trời, nè bằng gà nha. Làm Mưa gà quá hấp trời bia mưa đi, mưa quá trời. Mưa nay suốt ngày luôn. Nay buổi chiều nữa rồi. Nè. Hôm nay có điện nha các bạn. Con gà. má rồi Gà mái, gà thả vườn nha các bạn. các con má không biết gì chứ Nằm đang mần này. Trứng chứ, con gà này gà mái mà, tơ mà, chắc có trứng mà. Nó đã chung bầy với con thẩm sắp đẻ rồi có trứng non con này trứng trứng áo vỏ rồi chung bầy với nó, người ta đẻ thứ hai nó chưa đẻ đó. Gà ngon ghê không, gà này còn ốm nha, lượng còn ốm, nó mập mập với 2 ký mấy, gà mái kiếm 2 ký rồi phải căng nghe anh em nào có mần gà ha. liên hệ mình con Tôi mướn gà mướn mần đụng mới đợi mần mần xong gà ta xỉu ơi. còn Ê mà thấy ông mới nhúng gà đụng ngựa đi xong luôn rồi. năm cự mần gà nha các bạn, mưa quá trời mưa không thì làm gì được, nhà bắt gà thả vườn vô hấp bia, gà thả vườn đại gia nhí tại chợ. Đại gia nhí sóc men gà, còn gà già nhím nè, thịt không à, con là đâu gà mập ha. Ủa tôi nhìn giống gà trống nha, Ba bắt gà đó gì ba hỏng nhưng mà tôi thấy nó gà mái mà đâu có cửa đâu, chắc gà mái. nói chán gì Để cho tại vì nhí mần gà chuyện Trung Quốc mà chụm nếp vô đi rồi hồi hồi hấp luôn, hấp bia luôn, chụm chụm vô đi hồi hấp bia luôn, ướp cái hấp luôn, hấp thì bỏ củi vô chút xíu là mình hấp hấp cái nồi nào cũng được, nồi không đó, nồi á, nồi lửa nãy hả? á, À, lửa hả? nồi kia cũng được, Hấp cái thể là gì? hấp nồi chứ không hấp cái thỉ, hấp Hả? nồi cái thỉ vậy, Thỉ ngon lành gì hấp cái thỉ con má. cá gà nó mập. Tại nào nào? Cái này đèn hấp ướp chắc 5-10 phút nữa mới hấp chứ không, Ướp chút hấp được rồi. Hấp cái nồi này được không? bà bự ra coi coi Ui, trứng này hấp được không? không, hấp được chứ Dữ không á? ổn trứng mới Để đèn nó để lửa. đèn trống hả, cái gì đây, xong rồi nha bạn, đây nước ướp gà anh Năm đang lật tỏi, tỏi hồi để vô đầu bếp nhí, thứ bảy chủ nhật đầu bếp nhí mới có nhà các bạn, thứ bảy không có luôn, chỉ chủ nhật thôi mà hên xui nữa, hôm nay vinh hạnh lắm mới được đầu bếp nhí làm cho. Bếp lý giờ Đầu bếp lý giờ này tắt tắt đèn cầy rồi. Anh ba giờ tắt đèn cầy rồi. Quéo rồi, chắc quéo rồi. Tiêu, miếng nước mắm, bột ngọt, đường. tương đúng á Miếng tương nữa. Cẩn cẩn nè các bạn, sớm nó nhí đẩy hết mớ rồi. Nhìn được chưa? Muôn ký nữa mới đủ. Ăn rồi, nhiêu đó là con nách luôn đó ba. Muôn ký nữa mới đủ. Ăn hành không? Ngồi đừng có nắp đâu, hấp má. Có con nắp. Có hả? Sao bữa đó không có nắp? Có. Báo nữa. Báo, báo không. Có nhưng mà nó không có được đâu mà kính thôi mà lấy nó sót để lại. Dặn lại. Ông tin báo à? Ồ, con gà đây không? Im, im. Im. Đó, đầu bếp giận dạ, thật tha, lật lại thật tha không? Ủa, cái đó nó gắt rồi khỏi. Gà nó gắt nó thấm vô gì? Chắc cho nó thấm không ơi.
Không phải cắt hả? Ừ. Cắt chỗ thấm. Cái này luôn tự lứt khơi khơi. Xong rồi ló mắt không luôn. Hồi nhí nó đốt nọ nó không được, hồi đó nó quýnh không luôn. Chị bệnh gì? Chị bệnh mấy thằng làm biến đúng không? Chị bệnh mắt sáng á, nào mắt sáng để vô hết thấy đường. Gió tỏi đem vô đốt thì chị bệnh. Cà phủ. Chị bệnh mắt sáng vậy. Để bếp lửa đồ hút. Này lát cắt ra chứ đâu có để gì. Để luôn. Ê, cắt ra kia ông hấp mà. Xíu mà để mở nha bé. Đi rửa kỹ, đi rửa lại cái đi. Nó mập qua mở này các bạn. Không được. Cái đó thấm gì vừa thôi, cái đó gọi nằm dưới đó. Để trên dưới gì? Giờ không đâu để củi vô luôn ông này thì chứ. Sợ không quá trời. Công hầm hầm hôm kia vô tính cũ đi bắt cá chửi cá về chiên gói bánh tráng giờ ông công gỗ sao mấy này không thấy vô tối lắm qua chị chỗ con vượt chị nghe chị mưa hết chị nghe ừ chỗ này công công làm thầy thầy bó cái thầy tha thuốc ai bị viêm khớp bị nhức mỏi vậy lại công công tha cho liền hết liền hết tắm ở chỗ ấy nè vừa hết nhất mà vừa hết tắm ở chỗ tha được chưa không gắn hoành chân vậy dầu gì chưa mà hả đúng lửa đây không đốt lửa đi thơm rồi đó ừ để vỏ tỏi vô thơm rồi đó thấy có mùi rồi đó quá êm gà máy gà ngon lành luôn tính bắt gà trống mẹ à, gà trống nó chắc 2 kg hơn 2 kg gà nó bị lườn quẹo rồi không có chơi được đúng bữa nào rảnh thịt nó luôn đại nam cự đốt lửa nghe các bạn làm nước chấm luôn mứa ớt gì mứa ớt luôn mứa ớt chanh hả thì miếng tiêu nữa tiêu nó thơm tiêu cho nó thơm rồi đâu tỏi đâu rồi tỏi không tỏi hồi để sao tỏi để sẵn gà săn chín thì hơi đây tỏi thường để cũ cũ nguyên cũ luôn à không nó ngọt chắc luôn đó nguyên cũ cơ hội không ăn nguyên ngọt luôn đặt ra đi bộ đội tao với thằng có tao cho nó làm nó để nguyên cũ mà tại làm lẹ mà để có xíu nước mắm à nha nó làm muối nó pha muối với bột ngọt với tiêu rồi á với để miếng mắm rồi trong cái chén á xong rồi nó tha nó tha con gà xong rồi để 2-3 củ tỏi vô vậy đó múc nhiều trời ơi đừng để bia nó thấm chứ nó sợ cái nước nó mặn thôi chứ không để nó thấm vô thịt không có nhiêu chứ này để xíu bia dính rồi ừ rồi nắp đi này thì không cần chụm lửa lớn nắp đâu đi chịu kêu lửa nó thò cháy phục nồi đi để bia chưa em lấy bia để vô chưa lấy lại con nắp bự hơn rồi nắp bự hơn vậy chứ mà để được cháy bia vô ngay các bạn đấy khoảng chừng nửa lon được rồi các bạn để nhiều quá là nhiều quá đắng nó đắng á nó có đồ cồn nó mau nắp bia hấp rượu nha hấp gầu để một ly ha ly hơn ly xíu à các bạn để nhiều quá nó đắng chứ không có ngon để biết ngon mà cái đặc biệt của cái hấp này là mình không có dở ra ngoài nó không chín nói dừ nói mấy bạn dân nhậu vô chữ chết làm người ta không biết gì chỉ tao không à có nhiều người không biết à hấp không biết vô dở hoài canh hoài á dở canh coi nó dính vừa canh hoài dở hoài cái gà không chín luôn
ra còn máu không? Đâu tính hơi đâu. Sắp là mấy học. Nhanh mà. Cái này đâu còn nhiều lắm. Nhiều. Nó nhỏ rồi cháy từ từ. Từ từ. Cái lửa nhỏ nó mới chi chín, để lửa lớn nó táp lên nó ứ máu trong á, còn ứ trong á, thịt còn ứ đâu quét. Ông này không có nước là hấp, mình hấp không cho nó rút nước ra nước mà ông để ông chậm quá thì nó khét. Vậy đó. Vậy là vô. Chín tỏi rồi ăn. Em 15 phút thả tỏi vô các bạn. Ngon hành không nè. Vừa chín nha. Để đắp lại, đắp lại. Xíu nữa. Nhẹ dặn lên. Cái nắp nó bự hơn cái nồi, phải dặn cái tấm thớt nha các bạn. Nhà có 5 cự. Xâm 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 xâm. Ở còn chín nhiều nha các bạn. Để 50 phút kìa. Ủa luôn, coi cho nè. Hết sảy. Đúng rồi. Đây còn cứng mày. Nhà nó dai vậy chứ sơm đùi lủng rồi nó ba. À. Nó. Đùi nó sơm lủng rồi nữa. Ê, à, thử kìa. Quá có tại chỗ không biết. Đúng rồi. Nhét cái xuống. Cho nó sôi chút nữa là xong nữa. Rồi lấy xuống đi. Có cái mâm. Hay đây đây. Cái kia ghế hả? Cái ghế rồi. Cái nhỏ ra. Chín rồi nha các bạn. Giờ nhắc xuống. Wow, wow, bốc khói luôn. Quá trời. Gà vàng nín luôn. Quá trời đẹp. À, đầu biết chuyên nghiệp chúng ta đây xé nè, xé gà nóng luôn chú già chín ngày mai quá ngon luôn nè, nóng lắm á. Tài lanh biết mới nhắc xuống cao thủ chị được chưa nè. Thôi bắt bay về tới. À, nghe tiếng hề kìa. Đó. Thì gương coi mà, đó. Tiếng xe là biết liền. Chạy ngang thấy thùng bia không chạy qua. Bà báo. Bà báo. Bà báo. Anh bà báo. Nóng nha các bạn. Mày phải nhúng cho nó bớt nóng. Ok, cái gì cái nào ấy cắt đi. Xé cái bự bự thôi. Ủa, thao thủ. Mẹ không lấy đồ, lấy nước đá à. Thả vô. Còn ướt không? Không ướt. Không ướt. Tươi xanh luôn ướt. Gà ngon chứ, gà vườn nha các bạn. Gà mình nuôi bên kia. Mình nuôi gà đá mà, mấy gà mái mình không có lọc ra bớt. Để cho anh em nó, anh em nó ăn nha. Kho nước, kho nước. Tạm thời là vậy. Kho nước. Tỉnh ngủ luôn. Nhi đại gia này tỉnh ngủ luôn. Xen gà tỉnh ngủ luôn. Quá xong rồi. Xong nha các bạn, thấy thèm không? Nè. Ngon lành không? Mưa anh em chủ nhật. Mưa quá, mưa ở nhà. Bắt gà hấp bia là gai nha các bạn. Ở đây mày chặt cái mày xé gì cái phao câu vậy vậy? Vậy ăn mới đã. Phao câu ai vậy? Hết biết cái phao câu rồi. Vô, vô đi. Bữa này gì chứ vô dài đó. Thôi, mời cả nhà nha. Hay mồi đơn giản rồi, mặn gà hấp bia cái anh em ngồi nhậu rồi. Thôi mà cả nhà vô. 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 Vô mà cả nhà. Hay cái này được tài trợ con gà. Con nào luôn. Bé phao câu kìa. Con dứt cái đầu đi, vô. Dứt liền, đụng liền. Đọc ngoáy ngoáy. Nè. Cũng mà uống nha. Ôi ôi. Mềm không, mềm không, mềm không? Gà mềm không? Ai mua trời? Ai mua trời? Trời ơi trời. Gà.
gai nuôi trời, gai nuôi trời. Mấy gai nuôi trời, gà thái dường gai nuôi trời. Nghèo bao câu nè, dứt đi. Để đi. Nè, để gì cũng đuôi nè. Để gì chồng nè. Cách điều ngay gì nữa. Nè, chấm mấy cái coi. Con gà. Không có găng mà đặt ăn ấy. Tám triệu luôn. Cảm ơn cả nhà nha. Mình có thúc video các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em nha các bạn. Đó. Ừ. Tém miệng vô đi. Tả gì đâu. Thứ gì cho nói. Có xoay xin với con. Thằng cái đó coi. Nhà chưa kịp. Nhà chưa kịp luôn. Ừ. Chấm quấy quấy. Ừ. Thứ gì cho nói. Sớm ngủ năm đất. Năm đất kìa. Hết tiền nhậu rồi ba ơi. Nói nhậu gì nhậu hoài đi. Hết tiền rồi, lúc có tiền không ngủ nhậu. Nói, lúc có tiền ngủ mày nhậu mày mày có ngủ tao nhậu không? Mà rồi mày than mày đá mày giờ. Ai biết ông hết tiền lúc nào đâu đụng. Ừ. Chuyện...